Là lý do mà thạch chưa mua ôn coi các bạn các bạn đều biết là thạch đã chốt bitcoin ở uh, chốt bitcoin ở vùng 48k và chốt ôn coi ở cũng vùng bit quanh 48k thì hiện tại anh chị em mà nhìn ở đây nhá thì ở đây là cái biểu đồ ôn coi season thì hiện tại cái chỉ số ôn coi season là 76 tức là nó là vùng ôn coi season cái này thì nó cũng hơi ảo ma đấy các bạn nhé tại vì sao tại vì ôn coi nó đã giảm khoảng 30-50% rồi mà vẫn là ôn coi season nhưng mà ở đây thì muốn nói một cái điều ấy là đây là năm hai các bạn nhìn vào cái vùng u vuông màu đỏ này, tức là năm 2020 ấy là khi uh, trước Hà Vinh ấy là cái chỉ số ung season nó nó xuống cái vùng là khoảng tầm dưới 10, dưới 10 thì hiện tại cái ung season nó ở vùng 76 thì anh nghĩ rằng là uh, để an toàn ấy thì nó phải chuyển về ở cái vùng này các bạn này bit nó phải chỉnh xong sau đó on call season nó phải về vùng 10 đến vùng 20 ấy, thì nó mới bắt đầu một cái chu kỳ mới thì nó mới mới đẹp các bạn nó mới đẹp đó lý do tại sao thì thầy vẫn chưa gom lại ôn coi các bạn và thầy cũng đang đợi các cái tín hiệu để mình có thể mua bitcoin coi được đấy và vùng mà thầy target thì thầy cũng đều nói với các bạn đấy là vùng 38 x này vùng 34 x này vùng 30 x này và nếu có thì nó sẽ là vùng 28 x đến 25 x nữa